Xin chào tất cả các khán giả của Thiên Hà Audio. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu những phụ kiện âm thanh rất là cần thiết cho một bộ dàn. Đó chính là nhân ổ cắm Fullutech GTXD NSF. Đây là phiên bản mới hơn so với phiên bản trước. Phiên bản trước thì không có cái công nghệ NSF. Đây là nhân ổ cắm. Và đi theo combo, chúng ta sẽ có một cái mặt ổ cắm. Đây là mặt Fullutech 104D, mặt hoàn toàn là bằng carbon và sợi thủy tinh. Vậy tại sao những thiết bị này nó lại cần thiết? Thì các audiophile thường có một cái bộ dàn có chất lượng âm thanh rất là tốt, nhưng đôi khi một số người thì lại chưa để ý lắm tới cái tác dụng của những cái phần thiết bị điện đầu vào. Thì hôm nay Hải Sơn muốn giới thiệu đến những cái thiết bị này, tại vì mình thấy đây là những thiết bị rất là cần thiết và nó có chất lượng rất là tốt, đến từ hãng Fullutech. Hãng Fullutech thì có lẽ không nhiều người còn xa lạ đối với hãng này, là công ty Nhật Bản chuyên chế tạo linh kiện high-end và có nhiều sáng chế được cấp bằng như là truyền dẫn tinh diệu và được rất là nhiều các hãng dây lớn đặt OEM mua đầu jack của Fullutech như các hãng dây Nordot, Zenseati, vân vân, rất nhiều các hãng. Và với sứ mệnh truyền dẫn tinh diệu thì nhân ổ cắm Fullutech là một sản phẩm hàng đầu. Thật sự là nó tốt đến mức đáng ngạc nhiên khi sử dụng cho bộ dàn âm thanh cao cấp. Về cái nhân ổ cắm mà mình đang cầm trên tay, lõi của nó là dùng đồng nguyên chất mạ rhodium theo quy trình alpha process làm lạnh sâu, kết hợp với vật liệu thép không gỉ cho những thành phần quan trọng. Ngoài ra, NSF là một công nghệ cao của hãng. Nó sử dụng hạt nano bột gốm, bột carbon, nó hấp thụ rung động, loại bỏ tĩnh điện, chuyển đổi thành nhiệt năng và giải phóng ra bên ngoài. Với một cái nhân ổ cắm nhỏ như vậy mà có những cái công nghệ theo như hãng như thế là công nghệ rất cao. Và nó thực sự sẽ làm thay đổi được cái âm thanh của bộ dàn trở nên tốt hơn. Thì cái nhân ổ cắm này nó đang có giá bán là 4 triệu 8, đó là một cái mức giá rất là tốt tại Thiên Hà Audio. Và để sử dụng với nó thì chúng ta sẽ cần có cái mặt này. Mặt Fullutech 104D có giá là 1 triệu 700 ngàn đồng. Rất là đẹp, được hoàn thiện rất là chuẩn bằng vật liệu carbon và sợi thủy tinh. Chúng ta về lắp đặt thì cũng không có gì, chúng ta sẽ bắt cái nhân ổ cắm này vào sâu bên trong tường nhé. Sau đó là chúng ta sẽ tháo cái ốc này ra, chúng ta sẽ để vào đây, xong rồi chúng ta sẽ bắt vít xuống thành một cái bộ combo rất là chuẩn như thế này. Nó rất là phù hợp. Và với tổng giá trị của bộ combo này, nó sẽ rơi vào là tầm khoảng gần 7 triệu đồng, khoảng hơn 6 triệu. Thì nó đối với các bộ dàn âm thanh cao cấp thì thực sự nó không phải là một khoản đầu tư lớn, nhưng mà nó thực sự là rất cần thiết và có thể làm cho bộ dàn âm thanh của các audiophile trở nên tốt hơn một cách tương đối, và mình tin là có thể cảm nhận được nếu mà quý vị và các bạn đang sử dụng những cái ổ cắm có chất lượng thường. Khi chúng ta có ổ cắm tốt như thế này rồi, chúng ta sẽ dẫn cái phích cắm chuẩn Mỹ này tới những cái bộ như là bộ lọc điện hoặc bộ chia nguồn chất lượng cao. Thì đây là một cái giải pháp tổng thể cho một bộ dàn âm thanh chất lượng cao rất là tốt. Và những bộ phụ kiện này thì luôn có bán tại Thiên Hà Audio. Và từ lần sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu những cái bộ phụ kiện rất là hay và cải thiện âm thanh một cách rất là đơn giản và rất là dễ sử dụng. Bộ sản phẩm này hiện đang có bán tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178, tại Hà Nội. Thế mời quý vị và các bạn chúng ta hãy qua tham quan showroom và để chọn mua những sản phẩm phù hợp với bộ dàn của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.